vừa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã tư xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, chọn một kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
trước gặp quan sát quỳnh. Và cùng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng thần nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thánh. Anh chị em hãy lắng nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ đỡ nâng. Con cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Tình để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương đoái đến người thân yêu của chúng ta là cụ Maria vừa mới qua đời. Sao tôi con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ bậc sau thương đau con đại trong Chúa nhân đời, đều Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhân cha quan hồng thứ ta kiếm muôn dân luôn. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Giờ đây chúng ta cùng cử hành nghi thức làm phép sát. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là cụ Maria quý kỳ đấng mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy sáng láng và bình an. Xin cho tôi tới Chúa vượt qua sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và mưu duệ ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa và đến ngày trọng đài được phục sinh và ân thưởng. Xin đoái thương phục sinh tôi tới Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tới Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa là linh hồn của Maria đã được an nghỉ trong con Chúa nhờ người được trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này. Để thân xác của tôi tới Chúa là linh hồn Maria được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa muôn đời, nơi bài con đã
chị em ta. Cảm ơn
quý ông, quý bà trong xóm ngoài làng chân thành cảm ơn. Cảm ơn chân thành của ban tổ chức lễ tang và gia đình Tam Quyến trân trọng kính mời quý đoàn đại biểu cho lai bàn trà mời nữ chia buồn cùng Tam Quyến. Xin trân trọng kính mời quý đoàn đại biểu thắp nến tâm nhang kính viếng linh hồn cụ. Sau đó kính mời quý đoàn đại biểu cho lá bà trà mời biết mời chồng chia buồn cùng tăng quyến. Xin được trả lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức lễ tang và gia đình tăng quyến. Thank you.
nơi đến của đoàn đã được hoàn mãn chờ đợi của ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được đa tạ cảm ơn. Chúc cho chúng mời tuần này tân nhạc của chúng tôi. Về Chúa
ơi gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa ơi gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con, xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con, xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè, dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh nên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với tấm bánh chén rượu kết tinh từ cuộc đời, con thành tâm dâng hy lễ. Đây muôn vàn lời kinh, đây lao nhọc đời mình, dâng lên Ngài xin thương du tình. Cùng với bánh miên rượu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Nhau để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng bài kèn trống. Thank you.
chờ đợi của bạn. Chờ đợi cảm ơn chân thành của ban tổ chức lễ tang và ta có mặt ở trong phòng tang của cụ và ở gần phòng tang của cụ, ta hãy đứng lên và tiến gần về linh cữu cụ để ta tổ chức lễ truy điệu cho cụ được long trọng và trang nghiêm. Cư hương hồn cụ Maria Nguyễn Thị Đốc. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã ngoài làng, kính thưa các cụ ông các cụ bà, các ông các bà thông gia nhân gia, bạn bè thân bằng cố hữu xa gần, thân tình của gia đình giang chủ cùng cán bộ và nhân dân thôn năm có vòng hoa tươi và nén tâm nhang vào kính viếng trước hương hồn cụ đoàn do ông Nguyễn Tiến Thắng, phó bí thư chi bộ làm trưởng đoàn xin nhận kính mời đoàn. Chúng ta cùng nhau cùng quay ngược lại dòng thời gian 82 năm về trước. Cụ Nguyễn Thị Đốc của chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông dân thuần túy. Lúc còn nhỏ, cụ sống phụ thuộc vào gia đình bố mẹ, được nuôi dạy khôn lớn trưởng thành, ăn học hết trường làng đến tuổi trưởng thành. Cụ đi xây dựng gia đình với cụ ông là cụ Trần Văn Tụy, người bạn đời cùng quê, hai cụ đã nương tựa vào nhau vượt qua mọi khó khăn vất vả của cuộc đời, xây dựng gia đình, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước mỗi ngày được giàu mạnh hơn. Hai cụ đã sinh hạ được 5 người con, 2 trai, 3 gái. Mặc dù trong cuộc sống của cụ còn nhiều lúc gặp khó khăn, lo trước thiếu sau, vất vả muôn phần, song cụ đã vượt qua mọi khó khăn vất vả ấy, nuôi dạy các con, các cháu, các chắc của cụ khôn lớn trưởng thành, bằng chị, bằng em, ăn về gia thất. Hiện giờ các con của cụ đang tề tựu bên linh cữu cụ mà lòng nghẹn ngào không thể nói được lên lời.
kính thưa hội hiếu, cụ Nguyễn Thị Đốc của chúng ta trong cuộc sống đời thường, cụ luôn có một cuộc sống thật giản dị, khiêm nhường, hiền lành, tốt bụng và chịu thương chịu khó, luôn luôn là một nông dân thuần túy và sáng tạo. Trong gia đình, đối với các con của cụ là người mẹ hiền hậu, bao dung độ lượng, hết lòng vì con vì cái. Đối với các cháu, các chắt của cụ là người bà, người cụ đáng kính. Với bạn bè, người thân và trong xóm ngoài làng, cụ luôn hòa nhã, nhiệt tình, trách nhiệm, được mọi người quý mến và tôn trọng. Đối với các hội đoàn, cụ luôn luôn là một thành viên tích cực, hòa nhã, trách nhiệm với công việc được giao. Đối với xã hội, cụ là một công dân tốt, luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như những quy định của địa phương. Hơn 80 năm qua, cụ đã sống và làm việc hết mình, có nhiều thành quả để lại cho gia đình, cho con, cho cháu họ hàng, có nhiều cống hiến cho tập thể cũng như xã hội. Những cống hiến và hy sinh của cụ chắc chắn sẽ lưu giữ mãi và những ấn tượng, kỷ niệm khó phai mờ trong lòng mọi người, thân họ hàng cũng như tập thể cán bộ và nhân dân trong xóm ngoài làng. Kính thưa tăng trường, những tưởng rằng từ giờ đây trở đi, cụ sẽ là lúc cụ được tận hưởng những hoa thơm trái ngọt mà sau bao nhiêu năm cụ đã dày công vun đắp và gầy dựng, để giờ đây cụ chứng kiến gia đình con cháu khôn lớn thành đạt và dành tình cảm chăm lo cho con cho cháu, để cụ được hưởng một chút thanh nhàn ở tuổi già mà cả cuộc đời cụ đã bao năm vất vả hy sinh vun đắp cho con cho cháu, và chứng kiến sự đổi thay nhiều hơn nữa của quê hương thôn xóm. Nhưng thân ơi, kể từ hôm nay, những điều giản dị ấy chỉ còn là lại ký ức và là một hoài niệm, một thời cụ đã từng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cháu, cho con, cho quê hương và đất nước. Theo quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử, rồi mỗi chúng ta cũng sẽ trải qua, đúng là sống thời cõi tạm thác trời trường sinh. Với độ tuổi của cụ, một độ tuổi đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay của xã hội, một nhân chứng của sự phát triển thay ra đổi thịt của từng gia đình và quê hương, cũng như đổi thay của đất nước. Trong thời gian gần đây, do cụ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình chăm sóc và cứu chữa, song vì tuổi cụ đã cao, sức cụ kiệt, cụ đã không qua khỏi, cụ đã thanh thản ra đi. Cụ đi gặp lại cụ ông về quê ẩn nơi tích tổ Vĩnh Hằng. Than ôi, thế là chỉ còn vài phút nữa thôi, cụ sẽ tiễn biệt chúng ta, cụ về quy ẩn nơi Vĩnh Hằng cùng tiên tổ, để vui với nắng sớm chiều, mây chiều, tình đời đứt đoạn từ đây. Một nỗi đau khôn cùng, với đạo đức của cụ, gia đình, bạn bè, thôn xóm, ai cũng lưu luyến và tiếc thương. Cụ mất đi, các con của cụ mãi mãi mất đi người mẹ hiền hòa, bao dung độ lượng. Các cháu, các chắt của cụ mãi mãi mất đi một người bà, người cụ vui tính yêu thương. Cụ mất đi gia đình, mất đi một chỗ dựa tinh thần, không thể thấy gì thay thế được. Con không thấy mẹ, cháu không thấy bà, các chắc không thấy cụ, âm dương cách biệt từ đây, một nỗi đau tận cùng. Cụ mất đi gia đình, dòng tộc, dòng họ, mãi mãi mất đi một thành viên tốt, một tấm gương luôn chuẩn nghĩa vẹn tình, trước sau như một với thôn xóm quê hương. Cụ mất đi các hội đoàn, mãi mãi mất đi một thành viên mẫu mực, nhiệt tình, bạn bè xóm giềng, mãi mất đi một người bạn chân tình, cởi mở, hết lòng vì cộng đồng, tương tư. Từ đây xã hội sẽ vĩnh viễn mất đi một người công dân tốt. Tổn thất này thật quá lớn lao, đau thương này thật vô hạn. Kính thương ngô hồn cụ Maria Nguyễn Thị Đốc, chức linh chàng cụ đây, con cháu người thân tề tựu quay quanh cùng quái hương chồng thảm phất bay, khiến mỗi chúng ta đều vô cùng xót thương nghẹn ngào. Song đây cũng là quy luật của tạo hóa, mà mỗi chúng ta đây cũng không ai có thể tránh được. Mỗi chúng ta hãy nén lại nỗi đau thương và sự mất mát này để hướng tới tương lai. Cán bộ và nhân dân, họ hàng, nội ngoại, thân bằng, cố hữu cùng con cháu của cụ xin hứa tiếp tục phấn đấu cùng nhau đoàn kết xây dựng kinh tế gia đình, góp phần vào công cuộc đổi mới xóm làng, quê hương đất nước, chung tay xây dựng xã Nhân Chính mỗi ngày một giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn, giữ vững xã Nhân Chính là xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao, mỗi ngày được hoàn thiện hơn, văn minh hơn và tiến bộ hơn. Trên dương thế nghĩa tình, sau trước dưới suối vàng an giấc ngàn thu, trước lúc di quan tiễn biệt cụ Maria Nguyễn Thị Đốc về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin đề nghị các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt nơi đây hãy dành cho phút
dành một phút mặc niệm cho cụ, để mỗi chúng ta đây luôn luôn tưởng nhớ tới cụ, người ra đi mãi mãi, người ở lại ngậm ngùi lệ rơi. Một phút mặc niệm bắt đầu. Sẽ ban tăng lễ về gia đình trang chủ. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý thân tình gần xa của gia đình trang chủ. Xin chân thành cảm ơn cha xứ Giuse Mario Pe cùng cộng đoàn giáo dân thôn Đường Vĩ nói chung, cộng đoàn họ giáo nhà xứ nói riêng trong những ngày qua đã bất chút thời gian về tại gia đình nhà hiếu đọc kinh chân lời cầu nguyện và cử hành các nghi thức tôn giáo cho cụ Maria được long trọng và trang nghiêm. Tôi xin cảm ơn các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, cậu cô dì, chú bác, bạn bè xa gần, cùng bà con tròn xóm láng giềng nâng vang, quốc kỳ nghĩa tử là nghĩa tận, trong những ngày qua đã về tại gia đình nhà hiếu, thăm hỏi, động viên, chia buồn, cúng viếng và dự lễ chi điệu cũng như đưa tam cụ Nguyễn Thị Đốc về nơi an nghỉ cuối cùng được long trọng và tốt đẹp. Trong lúc tham gia bối rối, quan tăng lễ về gia đình không sao tránh được nhiều điều còn khiếm khuyết. Vậy quan tăng lễ và gia đình rất mong được sự lượng thứ của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây xin giải kính mời một vị đại diện cho gia đình lên cô đơn lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính quý gia, kính thưa ban lễ tang, kính thưa chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cậu cô dì, chú bác, nội tộc, ngoại tộc, kính thưa quý sơ dòng thánh Phaolô, kính thưa các bậc thông gia, niên gia, quyên bằng, thuộc quyên thuộc gần xa, kính thưa toàn thể đoàn chống sấm quan vĩ, kính thưa đoàn kèn quan vĩ, đoàn kèn ngọc lũ, kính thưa các quý chức trong ban ngành ban hành giáo, kính thưa quan vĩ ở ngành giáo, giáo xứ quan vĩ nói chung và giáo họ nhà xứ nói riêng, cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa nương cũng như giáo cụ Maria Nguyễn Thị Đốc của chúng tôi còn sinh thời, và khi còn nằm trên giường bệnh được cha xứ đến thăm hỏi động viên an ủi, được cha xứ ban bí tích hòa giải cho cụ và tất cả ban bà con họ hàng trong xóm ngoài làng đã đến hỏi thăm và động viên cụ, vì căn bệnh quá hiểm nghèo cụ không qua khỏi, cụ đã nhắm mắt về cõi vĩnh Thiên Chúa và cõi vĩnh hằng. Tôi cũng xin thay mặt cho gia đình tang chủ được cảm ơn tới tất cả các hội đoàn trong hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa đã về đây làm lễ chi liệu, đồng thời cùng hiệp thông thánh lễ an táng được diễn ra long trọng và tốt đẹp, và tiến đưa cụ Maria về Nguyễn Thị Đốc của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được diễn ra
tốt đẹp. Đặc biệt con xin chân thành cảm ơn tới quý sơ dòng Phaolô. Tuy bận rộn nhiều công việc, xong cũng về tới gia đình của chúng con chia sẻ nỗi mất mát, đau thương và hiệp thông, chân thành dâng chân thành lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Trong khi tăng gia bối rối có điều gì khuyết, xin được lượng thứ. Sau khi tiến đưa cụ Maria Nguyễn Thị Đốc về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin thay mặt cho gia đình hiếu chủ xin kính mời tất cả quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh em con cháu về tại gia đình. Tôi có lời cha có lời cảm tạ, tôi xin chân thành cảm ơn. Lần tuột bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuột con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui chúng tùng thánh danh Ngài. Giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuột con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, làm vui thoa tâm can héo hòn đã bao lần. Giêsu lần tuột bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuột con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Con khát mong
Chúa vua tình thank you.
mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh phương trời. Dù xa vô bờ, vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Thank you.
bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép rằng, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời này về Đức Giêsu đã được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nay chúng ta dâng lễ an táng cho bà cụ Maria Nguyễn Thị Đông, và cũng còn được gọi là bà cụ Tị vì ông tên là Trần Văn Tị nữa. Thế nhiều nơi thì cứ gọi tên chồng, tên thay tên vợ. Chúng ta được nghe lời Chúa hôm nay. Bài tin mừng theo ngày và trong lễ an táng cũng có bài tin mừng này. Thưa anh chị em, và qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy được quyền năng của đấng cứu thế, của đấng Messiah, đấng cứu độ của chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta được nghe bài tin mừng khi Chúa Giêsu chữa cho một cái người đầy tớ của một viên sứ quan Roma. Anh ta mắc bệnh gần chết và Chúa đã cứu cho anh ta được khỏi bệnh mà không cần phải đến nơi. Và bài tin mừng hôm nay, Chúa đã chữa cho một người thanh niên, con của một bà quá đã chết và đang đưa đi chôn. Cả những bài tin mừng khác cũng soi chiếu vào để cho chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa Giêsu đấng cứu thế. Ngài đến để cứu độ trần gian,
một triều đại mở ra cho mỗi người chúng ta, giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi bóng tối, khỏi thần chết, và đưa chúng ta về với Thiên Chúa đấng hằng sống. Cho nên là nó được ứng nghiệm lời các tiên tri và các ngôn sứ đã báo trước. Đấng Messiah, đấng rất giàu, đấng mà mang lại một cái triều đại của hòa bình, triều đại của ân sủng. Người chết, người câm được mở miệng, người điếc được mở tai, người què có thể đi trên đôi chân của mình, người phong củi được sạch, người chết sống lại, người nghèo được rau sạch, tin mừng. Đó là điều cho chúng ta thấy. Thế thì hôm nay, bản tin mừng hôm nay có thể nói là Chúa vừa phục sinh cái chàng thanh niên con của bà quá này, và Chúa cũng phục sinh luôn cả bà mẹ nữa. Vì đoạn Kinh Thánh cho thấy là Chúa thổn thức, Ngài chạy lòng thương khi thấy một đăng tang. Nhưng mà cái hình ảnh của một người mẹ, của một bà mẹ quá đau khổ, tuyệt vọng, mất mát, không có chỗ cậy sự, và chính Chúa đã phục sinh bà bằng cách là trao lại cho bà cái người con là niềm hy vọng và cậy sự của bà. Anh chị em thân mến, nhưng mà cái bài tin mừng này còn giúp để chúng ta suy nghĩ, về một Đức Giêsu đấng cứu độ chúng ta. Thưa anh chị em, ở trong một cái bối cảnh chúng ta thấy là đám, có hai đám đông. Một đám đông là đang đi theo một người chết và đưa người đó đến cái chỗ nghĩa địa để chôn cái người đó, là đang đi vào trong con đường đau khổ, tuyệt vọng và chết chóc. Còn một đám đông, những người đi theo Chúa Giêsu, một đấng ban sự sống, một đấng đang đi tìm và cứu chữa những con người khốn khổ và đưa họ về hạnh phúc nước trời, nơi đó không còn đau khổ, không còn chết chóc, mà chỉ còn một cái niềm hạnh phúc và sự sống bất diệt ở nơi cõi trường sinh. Để cho chúng ta thấy, khi mà Chúa Giêsu phục sinh cái chàng trai này là trao lại cho mẹ anh ta, thì chúng ta thấy là trước đây có thể chúng ta hiểu theo một cái mối liên hệ huyết thống, và tự nhiên thì chính mẹ anh ta đã sinh ra anh ta và trao cho anh ta một sự sống. Nhưng mà còn bây giờ thì chính Chúa trao lại cái sự sống này cho mẹ của anh ta và cho anh ta, để cho chúng ta thấy được là chúng ta có thể cảm tạ Chúa về cái mối liên hệ huyết thống, mối liên hệ ruột thịt, mối liên hệ tự nhiên và sự sống tự nhiên mà Thiên Chúa ban tặng. Nhưng mà cái điều đó có thể cho chúng ta suy nghĩ rằng tất cả những cái đó, nếu không được Chúa Kitô phục sinh, nếu không được Thiên Chúa ban ân sủng và cứu chữa, thì cũng chỉ dẫn chúng ta đến một ngày nào đó sẽ là một sự chia ly, một sự kết thúc và ly biệt tan tác mà thôi. Còn chính Thiên Chúa mới là đấng tái tạo chúng ta và đưa chúng ta vào trong một cuộc sống mới, cuộc sống trường sinh và bất diệt. Đây là chúng ta suy nghĩ. Cho nên bài tin mừng hôm nay nói về việc là quyền năng của Thiên Chúa, của Đức Giêsu, đấng Messiah, đấng cứu độ, là đấng cứu độ và giải thoát chúng ta. Anh chị thân mến, một lần nữa chúng ta cầu nguyện cho bà cụ Maria ngày hôm nay. Chắc hẳn trong cuộc đời của một người phụ nữ, của một người tín hữu, của một người công dân, không tránh khỏi những thiếu sót, những lỗi lầm, những bất toàn, những ích kỷ, những bon chen. Bởi vì với 82 tuổi, bà cụ cũng trải qua rất nhiều những cái sóng gió trong cuộc đời, những cái biến cố nó xảy ra, từ cái biến cố của thời cuộc, biến cố của gia đình, biến cố của con người, trong chính con người của bạn, với những cái dấu ấn đi qua trong cuộc đời, thì không tránh khỏi những lỗi lầm, những hoang mang, những thất vọng và những cái thiếu sót. Nhưng mà Thiên Chúa vô cùng nhân từ và Ngài biết điều đó. Ngài có thể nhớ lại những cái lần, những cái tâm tình, những cái điều nhỏ nhất mà bà cụ đã cậy trông, đã phó thác ở nơi Chúa trong suốt cuộc đời 82 năm đi theo Chúa.
Chúa ban ơn và cứu giúp. Các anh chị em cùng với cộng đoàn giáo xứ chia sẻ cái nỗi mất mát với gia đình của ông vũ trụ và với cộng đoàn chúng ta cũng mất đi một người con trong giáo xứ, thì chúng ta có thể truyền tất cả những cái tâm tình đó bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria và mở nhan Thánh Chúa. Trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã bảo rằng người là sự sống tại và là sự sống. Hôm nay khi chúng ta nghe cuộc đạo đức trong đường sơ lễ an táng cho bà của Maria, chúng ta cũng rước sáng và dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn tín giao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn bà Maria, sau khi đã hoàn tất cuộc đời của mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa cho đang muốn cho lời Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con dâng lời chúc mừng thờ ơn Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu khi làm cho Đức Kitô con Chúa sống lại từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Maria, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ
là đấng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy cảm ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hoàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu đoạn trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian vì hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các tiên thần và tổng lãnh tiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi từ nguyện đồng bình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tâm phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên cột nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cụ Maria mà Chúa mới gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thời được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin cho thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trang Năng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người vào trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp.
hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo tế tức người dạy chúng ta rằng nguyện đang khi chúng con mong được niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hồng Thánh Chúa. Xin loài tương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở của anh chị em. Tín hữu,
chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống trong Ngài, cho khi hai người chị em chúng ta đây là bà cụ Maria cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phần hàm chư thánh. Người chị em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin
Chúa đón nhận người con thân yêu. Nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Mùa lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Về cùng Thiên Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa anh quan, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Về quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đầy nát. Này Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng ngày. Tình yêu
quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuống. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin xấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây vạn lạy Chúa xin xấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vạn lạy Chúa xin xấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tình yêu thương xin nhớ cầu.